Ôi trời ơi thầy ơi! Thầy có chuyện gì? Chẳng là sắp tới vào năm học mới, con đang không biết là có gặp vận hạn gì không? Tình hình học tập có bùng nổ không thầy? Để thầy xem cho nhá. Hạn của con nặng lắm. Bổ quyển sách thầy ra là thầy thấy con học hành rất là chểnh mảng, suốt ngày trà sữa đi chơi, nằm lướt điện thoại xem phim Hàn Quốc, khóc sướt mướt suốt cả đêm. Đúng nhận sai cãi? Dạ đúng rồi thầy ạ. Sai làm sao được một cái? Dạ giờ phải làm nào để giải hạn hả thầy? Nghe cho kỹ nhá. 00 giờ 00 phút ngày 19 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7, ngày lành tháng tốt, tuyển sinh 247 giảm giá 50% toàn bộ khóa học tất cả các lớp. Vào mà đăng ký học ngay đi. Chỉ có tập trung học hành thì kết quả mới tốt nên được thôi nhá. Dạ, cảm ơn thầy, con đội ơn thầy ạ.